Ok các bạn, thì các bạn thể nhìn thấy đây là 9.98, mình vừa từ rút tiền từ quét này đấy. Các bạn kích vào phần history ở chỗ góc này thì có thể nhìn thấy đây là mình rút tiền ở đây đấy. Ok, hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cái quét này. Ok, xin chào tất cả các bạn. Thì trước mặt đây là một cái web mà mình đã từng giới thiệu cho các bạn rồi. Thì ở đợt đấy mình đã giới thiệu nó theo là nó giới thiệu rất là chung à, thì phần này mình sẽ giới thiệu kỹ hơn cho các bạn xem. Thì với con quét này thì điều đặc biệt của nó là được rất nhiều các bạn Việt Nam ưa chuộng đấy, các bạn Việt Nam đầu tư rất là đông. Ở đây thì chúng ta cũng có dễ dàng nhìn thấy các bạn Việt Nam ở đây Ngọc này tình nguyện vào 100 đô Huy Đạt rút tiền hàng hết các thứ à, rút toàn Việt Nam rút thôi. Nên nói chung là nó được sự ưa chuộng của rất nhiều người Việt Nam và họ cũng đầu tư ở con này cũng khá là nhiều, họ ném rất là nhiều tiền ở trên con này. À, tại sao lại như vậy? Thì đương nhiên đối với một người Việt Nam ý, thì họ cần phải có khi mà đầu tư ý, thì đối với người Việt Nam này thường thì họ thường chạy theo số đông, thông thường là như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có một web chạy 396 ngày, một là chạy theo số đông, hai là nhìn thấy cái web nào thật là chạy thật dài và uy tín, độ đĩa các thứ thông số thật là ok thì là thường là người Việt Nam sẽ vào như vậy. Thì ở đây con này nó hội tụ cả hai yếu tố, đó là mọi thông số thông tin rồi tất tật 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 nó đều ok cả à, từ bảo mật, từ cách thức nó vận hành, từ cách thức nó vẽ ra cái con đường để mà cho cái web này nó phát triển để đem lại lợi nhuận cho các bạn, tất tần tật 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 mọi thứ vậy nó đều rất ok, hội tụ hết đây cả một cái bước phát triển này như thế nào, nó đến có nghĩa là nó phát triển đến năm 2020, mọi thứ nó đều vẽ ra một cách rất là ok. Mọi thứ luôn, và thêm nữa là nó hội tụ thêm nữa là số đông người Việt Nam đầu tư cũng như là rút tiền ở trên này, khiến cho nó hội tụ mọi yếu tố để cho thu hút rất nhiều nhà đầu tư Việt Nam. Đấy là một điều đặc biệt ở trên con web này, nó là như vậy. Ok, về cá nhân mình thì mình đã từng nói rồi, ở web thì các bạn link mình để phần mô tả bên dưới để các bạn đăng ký để tự trải nghiệm cái người ta gọi là ở đây này. Ở đây chúng ta sẽ có việc mà Việt Nam này đã được hỗ trợ, thì một số nước khác còn chưa được hỗ trợ nhưng mà về phía này Việt Nam đã còn được hỗ trợ rồi về phía ngôn ngữ Việt Nam, vậy chứng tỏ là nó sẽ có một cái hỗ trợ đặc biệt ở về phía Việt Nam. Về con này thì mình đánh giá ngang với con Wake Cap này, vì con này thì bản chất con này nó đã có gì nhỉ, nó gọi là gì? À, văn phòng đại diện tại Hà Nội. Thì thực ra mình cũng có rất nhiều con như thế này mình đầu tư vào, không phải chỉ riêng mình con như thế này. Thì nó là một trong những lĩnh vực là việc con này nó được gói đầu tư dài. Nhưng mà đối với mình dài thì mình không thích quá một tháng. Con này nó chỉ có một cái plan là 15 ngày, ví dụ thằng này là 16 ngày đúng không? Thì thằng này nó có một plan 15 ngày. Thì cái đấy là tuy tuy là mình dài nhưng mà mình cũng không phải là dài dài quá. Đây là nó lại hội tụ thêm một yếu tố như vậy nữa, đấy đấy cũng là một điều nằm ở trong cái con web này mà mình thấy khá là ok. Thì ở đây nó có hỗ trợ Việt Nam và việc sau này nó có văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không thì cái đấy thì chúng ta không bàn quá nhiều, bởi vì thực ra cái đấy cũng, nếu như một website mà nó có văn phòng đại diện ở Việt Nam thì thực ra mình không thích lắm. Nói thật với các bạn, nếu như có một website nào đó mà có văn phòng đại diện ở Việt Nam rồi có một người nào đứng lên thế này thế kia thì thực ra mình không thích lắm, thà nó cứ ở nước ngoài cho chúng ta đầu tư như này và nó gửi lợi nhuận cho mình một cách đều đặn, như vậy là ok hơn là việc nó có một cái văn phòng đại diện nào đó ở Việt Nam, thì đó là một điều mình không hề thích. Ok, đối với con web này thì các bạn có thể đăng ký ở đây, nhưng mà về phần mình thì đương nhiên mình phải login bởi vì mình đã đăng ký từ trước rồi, tất cả tài khoản của mình đã có từ trước rồi và cũng như là mình đầu tư trước rồi. Thì ở đoạn này mình sẽ tiến hành rút tiền. Thực ra là ở con này rút tiền nó hơi lâu, con này nó rút tiền nó khá là lâu và chậm, không phải nói là nó chắc phải mất vài tiếng thì nó mới về. Mình đã đầu tư trước rồi à, đây đây à, cái chỗ phần này nó không phải là ví ví này từ à. Đợi đợi mình tí, mình sẽ xem lại cái đây, mình quên mình chưa đã cài ví Bayer, nhầm nhầm Perfect Money nhầm, đây mình quên mất à, đây đây quên mất mới cài ví Bayer thôi. Ok,
xếp lại này, các bạn phải ấn vào phần app thêm ví này để mà cài lại cho mình nhé, vì ban đầu mình quên mất. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành thanh toán này. Ok, thì bây giờ mới là lần thanh toán của mình thôi. Mình đây chút tiền này. Ok, còn phiêu à, thì nó sẽ không về ngay, nó sẽ mất một khoảng thời gian đấy, các bạn có thể nhìn thấy đây tài khoản này đấy, nó sẽ chưa về ngay đúng không, nó sẽ mất một khoảng thời gian xử lý. Đấy là quá trình mình rút tiền, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng các bạn nhớ về xem như vừa rồi. Thì ở đây mình sẽ tiến hành đầu tư vào thêm, ở đây cộng đây, ở ấn góc này các bạn sẽ có thể đầu tư vào thêm. Các bạn có thể nhìn thấy đây, 2% daily trong vòng 15 ngày thế này, để mình tính cho cái lợi nhuận của nó thì cũng 15 nhân với 2, vậy là lợi nhuận nó có rơi vào khoảng 30%. 30% vậy là khi 10 đô thì sau vòng 15 ngày các bạn sẽ nhận được 13 đô. Khá là ít, khá là thấp. Nếu mà so với Way thì cũng là thấp hơn. Bởi vì thực ra thì cái vòng đời của nó thấp, thực ra một con 15, 16 thì nó cũng không có gì quá nhiều đặc biệt. Bây giờ mình sẽ so sánh ở bên phần này với Way cho các bạn. Đây, các bạn là cái Way thì nó lãi suất 1.5%, nhưng mà cái vào của nó là 20 đô rồi. Thế thành thử ra là khi mình nhìn vào nó lại thấp hơn. Đây này, chúng ta sẽ có là 1.5% nhân với lại 16 là đi có 24 thôi. Nhưng mà nó lại cái min vào 20 đô, thực ra khi các bạn nhận được nó sẽ lớn hơn là so với thằng này. Đấy là lúc đấy là nó, thực ra là nếu như mà so với những web khác thì nó vẫn là thấp, nhưng mà so với Way thì nó vẫn là cao hơn. So với Way, bản chất nó vẫn là cao hơn so với Way, với một con web mà đầu tư như này 394 ngày. Mình sẽ check lại thằng Way cho các bạn xem. Đối với Way thì sao? 394 ngày nha, đối với Way thì sao? Vì tại sao mình nói là Way, bởi vì có một thằng Gold thì nó đang chết rồi, mình cũng ngay bản thân đầu tiên nữa Way và Gold thì mình đã chọn Way, chứ không mình cũng không chọn Gold. Gold thì nó còn chạy ít hơn là 224 ngày. Đấy, thực cùng là một thằng nhé các bạn nhỉ. Cùng. Ok, đây. Chỉnh lại cho anh em xem. Way thì chạy mới hơn. Way thì đương nhiên hàng mới thì bao giờ nó cũng ngon hơn là so với hàng cũ. Đương nhiên. Đây, cùng thằng nhé. Cùng đến từ nơi, nhưng mà thằng này nó già cội hơn. Đấy là một điều mình ấy. Còn cái con Gold ấy nó cùng với bọn này với nhau á thì không, cái phải con Gold này. Con kia cơ. Thì cùng bọn này với nhau nó không, mình sẽ không chơi con đấy, mình ngay từ đầu mình đã bảo mình không chơi con đấy rồi. Nên thành thử là rất nhiều bạn bảo là đến thời điểm này sao nó không rút được tiền, nó không về tiền. Mình có rút, mình có chơi đâu mà mình biết. Mình không cập nhật bởi vì mình không chơi con đấy ngay từ đầu. Nếu lựa chọn giữa con đấy và con này thì mình chọn con này. Đấy. Ok, thì đối với con này, qua bài chính con này này. Tính ra là lãi suất nó cao hơn, bởi vì cái thứ nhất là min nó sẽ thấp hơn và lãi nó sẽ cao hơn. Đương nhiên con này được rất nhiều người Việt Nam lựa chọn. Đấy, cũng vì lý do vậy em ra rất nhiều bạn người Việt Nam đã lựa chọn ở trên con này. Ok, mình sẽ tiến hành đầu tư ở cái plan 1 chọn app. Nhầm. Đầu tiên các bạn cần phải có cái đô la này nữa, Bayform Wallet này, là cái ví của các bạn. Thì đầu tiên nhiệm vụ của các bạn là phải đấm tiền vào nó đã. Đây đi rút tiền. Đây đấm tiền vào cho nó đã. Thì đây các bạn phải để đây là 10 đô như thế này cho mình. Chọn Perfect Money như mình đang kết nối, bạn có thể vào Bitcoin, Bayer, Litecoin, ETH, Dogecoin luôn. Cái này thì đơn giản rồi, đối với các bạn đầu tư chuyên nghiệp các bạn đều biết. Để nói qua cho một chút, bởi vì ở đây có khéo là có nhiều bạn còn chưa biết đầu tư. Thì nếu như bạn mà chưa biết đầu tư thì theo link phần mô tả bên dưới nhé, để mà hướng dẫn cơ bản trước, bởi vì phần này nó chả biết nói hướng dẫn cơ bản như thế nào ở trên con này nữa. Ok, thì bây giờ mình sẽ ấn đầu tư vào đây làm như vậy. Ok, thì nó đương nhiên độ xác minh thì cũng thấp, 6.5, không phải là xác minh quá cao. Một con chạy 700 mấy. Có một điều là nó hiện tại thì nó vẫn cho về nhưng mà thanh toán khá lâu. Thực ra những con này thì khá lâu, kể cả Way cũng vậy. Mọi thứ nó đều rất là lâu khi mà thanh toán xong. Ok, xong. Vậy là quá trình mình đã đép thêm tiền vào xong để mà cho một cái vòng tiếp theo. Ở đây mình có đầu tư trước một vòng 15 ngày này. Đấy.
đây một vòng 15 ngày lợi nhuận này. Cái thằng này ấy, nó vào nó cũng hơi chậm thì phải, chưa chưa lên à? Đây đây rồi, lên rồi, đây vòng 10 đô đây, lên đây rồi đấy, vòng 15 ngày nữa thì mình đã đầu tư trước mấy vòng rồi. Thì thực ra con này nó ra lâu rồi mà nó không phải là mới nữa. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Ok thì ở đây thì ở góc này chúng ta sẽ có cái phần khi có 3 lần ở đây thì các bạn có thể rút tiền giống như là trước mình rút như vừa rồi, nhưng mà nó về cũng khá lâu sau nó mới về chứ không phải là không về. Thì chắc là khá lâu đấy, không còn chưa về đâu. À, xem đi xem xem à, chưa về đâu, nó cũng khá lâu à, mọi thứ nó cũng tương đối là lâu nên là nó chưa về. Thì đấy là về cá nhân mình đánh giá trên con quét này nhờ như vậy. Thì con quét này thì các bạn nó cũng tương tự như Way, thì các bạn có thể thoải mái chơi không vấn đề gì cả. Thực ra là đối với con quét này mà khi bạn chơi mà đủ lại lãi rồi thì dự kiến là chạy đến năm 2020 theo đúng cái lộ trình của roadmap của nó thì chúng ta sẽ có dự kiến là đến năm 2020 đúng không? Thì dự kiến đến năm 2020 nó sẽ chết. Thì thực ra từ nay đến năm 2020 thì nó cũng còn nửa năm nữa thôi, như vậy là cũng ok rồi. Lúc đấy thì cũng thừa quét để mà các bạn thừa lãi để mà chơi những con này rồi. Để mà vì sao lại mình lại nói vậy? Vì các bạn có thể xem lại cái cách thức làm nào để gia tăng lợi nhuận cho các bạn. Thì sau này mình cũng sẽ ra thêm những clip như vậy để gia tăng lợi nhuận cho các bạn nhớ đón xem những clip đấy để mà nó hiểu rõ hơn để về những cái con này. Thì để mà các bạn có thể chiến ngoài những con này ra thì ở trên kênh mình nó có những cái con quét min 1 đô á, đấy thì là phải các bạn phải kết hợp đây đây quét min 1 đô này, thì các bạn phải kết hợp min 1 đô, thậm chí các bạn đánh theo giờ đến theo ấy. Con này ví dụ là đánh 15 ngày chẳng hạn, thì đối với những con này thì các bạn sẽ tiếp tục là đánh theo giờ để giải tiền ra. Cái định nghĩa đơn giản là không nên để nhiều trứng vào một giỏ đấy, cái định nghĩa đơn giản như vậy thì chắc là nhiều bạn biết. Thì đấy là cách thức mà chơi này, thì cơ bản là như thế. Sau này sẽ có những clip khác hơn. Quan trọng cảm nghĩ của bạn sao về quét thì có thể comment ở phần mô tả bên dưới nhé. Mình thì thực ra đây là chúng ta có Telegram chat chat ở Việt Nam này, các bạn kích vào đây các bạn sẽ có hiện lên Việt Nam, cộng đồng người Việt chơi những con này sẽ khá là nhiều đấy, 81 member và 22 thành viên online này, các bạn có thể tham gia. Ok,